họ chỉ dùng những cái trò tiểu nhân để bắn tín hiệu đe dọa này nọ vậy thôi, chứ họ không dám là mạnh tay với người tố cáo. Còn đối với cái trường hợp Hoàng Trung Hải thì không phải bây giờ, mà như cháu đã nói, cháu đã hơn 10 năm nay là kiên trì bên bị tố cáo cái băng đảng Tàu ở Việt Nam do Hoàng Trung Hải cầm đầu. Và những cái năm tháng đầu tiên thì vẫn còn nhiều người hoài nghi, nhưng càng ngày thì nhiều người họ càng nhận ra được là Hoàng Trung Hải đúng là một cái tên gián điệp Tàu, có thể nói là nguy hiểm nhất trong lịch sử Việt Nam, và thậm chí là lợi hại bậc nhất trong lịch thế giới. Vâng. Riêng về Việt Việt Nam thì chẳng hạn thì Hoàng Trung Hải là tác giả của vô số những cái hiểm họa Tàu trên khắp Việt Nam, mà cái thảm họa cái dự án Formosa Hà Tĩnh mới chỉ là cái phần nổi của cái tảng băng thảm họa do Hoàng Trung Hải đã và đang gây ra cho cái đất nước Việt Nam thôi. Và Như là Hùng vừa nói đó, thì đến ngày hôm nay đó, nhiều người trong nước cũng đã nhận định là cái hiểm họa mất nước hay là cái hội nghị thành đô đã rõ ràng, và đặc biệt là những hình ảnh mới nhất đó là cái vấn đề mở toang cửa biên giới cho những cái đoàn du lịch của Trung Cộng đó đi vào trong Việt Nam, thậm chí họ ngang nhiên mặc cái áo để nói, để quảng bá về cái đường lưỡi bò vân vân, thì nhà nước của Việt Nam thì lại nói rằng đó, đó là những chuyện nhỏ đừng ảnh hưởng tới đại cục vân vân. Rồi thì cái chuyện bao che cho Formosa đến ngày hôm nay đó vẫn một cách bao che một cách rất là rõ ràng. Và nhiều cái vùng đất của Việt Nam hiện nay đó đã trở thành đó những cái lãnh địa, những cái khu tự trị riêng của Trung Cộng. Thì nếu có một điều gì đó để nói với những người ở trong nước, đặc biệt là những người đương chức đương quyền, họ vẫn nói rằng đừng có vì những chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới đại cục vân vân. Và cái việc mà mở cửa cho Trung Cộng du lịch đó cũng chỉ làm lợi cho đất nước thôi, thì Hùng sẽ nói điều gì để nói tiếp cái điều mà với cái sự tiếp tay của những người Hán Giang là như Hoàng Trung Hải, là như Phú Trọng đã bán nước vân vân. Mời Hùng. Về cái mất ước thành đô thì cháu thì bản thân cháu cũng đã viết một số bài, trong đó cháu nêu rõ rằng là cái nội dung của cái thỏa thuận thành đô thì có, và cái nội dung đấy thì nó đã được ông cựu thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ công bố trong cái cuốn hồi ký của ông là Hồi ức và suy nghĩ vào năm 2004. Thì những cái nội dung chủ yếu quan trọng nhất của cái thỏa thuận đấy thì ông Trần Quang Cơ đã công bố. Và theo nhận định của cháu và cũng của nhiều người nữa thì tất cả chỉ dừng lại ở chỗ đó, bởi vì là nếu mà có những cái nội dung nó nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như là đến năm 2020 thì đưa Việt Nam trở thành một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Trung Hoa, thì chắc chắn đã có ai đó ở trong bộ chính trị hay là chẳng hạn những cái nhân vật có thể tiếp cận được với những cái nguồn tin đó, chẳng hạn như ông Trần Quang Cơ thì ông ấy đã nêu. Nhưng mà ngoài cái nguồn tin từ phía Trung Cộng mà khó kiểm chứng và mờ ám ra, thì từ phía Việt Nam là chưa có ai công bố cái gọi là mật ước thành đô, kể cả về cái nội dung mà giống như là cộng đồng mạng đã xôn xao vài năm nay và đã lo lắng là có tồn tại cái mật ước thành đô, là đến năm 2020 thì Việt Nam trở thành một cái bộ phận trong cái cộng đồng các dân tộc Trung Hoa. Ngoài ra theo nhận định của cháu thì nếu như cái mật ước thành đấy đô ấy mà có, thì bản thân nó đã không thông qua đúng các cái trình tự pháp lý của một cái hiệp ước giữa hai quốc gia. Chẳng hạn như ở đây thì là nó chỉ được ký kết bởi phía Trung Quốc, là Giang Trạch Dân và Lý Băng, còn phía Việt Nam thì là Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười, và hai người đấy thậm chí còn không thông qua bộ chính trị, chứ đừng có nói là thông qua quốc hội. Cho nên là cái gọi là mật ước thành đô đấy nếu có sự thật thì nó cũng không đảm bảo cái cả cái yếu tố về mặt pháp lý để cho nó có cái hiệu lực thi hành.
Và ngoài ra một cái hiệp ước, mà nó là không thông qua đầy đủ các cái trình tự pháp lý, mà cả cái nhân vật ký cái hiệp ước đấy thì hoặc là đã chết hoặc là không còn một cái chút ảnh hưởng nào trong cái tình trường nữa, cho nên là cái hiệp ước ấy nếu có thì nó cũng là vô giá trị. Đây là quan điểm của cháu về cái gọi là mật ước thành đô. Tuy nhiên theo quan điểm của cháu là không có cái gọi là mật ước thành đô, tức là cả về cái nội dung là đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một bộ phận trong cái cộng đồng các dân tộc ở Trung Hoa. Nhưng mà cái âm mưu cướp nước và bán nước là có, và bản thân cháu là người sốt hơn 10 năm nay đã bên bị là tố cáo vạch trần cái âm mưu cướp nước và bán nước của Trung Quốc thông qua là bàn tay của tên trùm gián điệp Tàu Hoàng Trung Hải cùng một số lãnh đạo chủ mưu cộng sản Việt Nam đã bị ông ta và Trung Quốc khống chế. Hùng có nghe theo một cái lời hoặc một tổ chức phản động nào đó mà Hùng mạnh mẽ làm những cái điều mà có thể nói rằng nói lên cái hiện tình của đất nước ngày hôm nay, rồi thì cái giá mà Hùng phải trả đó rất là nặng nề, có thể là Hùng sẽ bị thủ tiêu, bị ám sát, vân vân. Thì nếu có một điều gì đó nói về cái mục đích ý nghĩa của Hùng đã làm và Hùng nói với là các bạn trẻ ở trong nước vì sao Hùng làm những điều đó thì Hùng sẽ nói điều gì? À không, từ trước đến nay thì cháu vẫn luôn là khẳng định rằng là những cái việc làm của cháu trước thì là xuất phát từ cái lương tâm trách nhiệm, bởi vì là cháu cảm thấy là mình có bổn phận là nêu lên những cái vấn đề của đất nước mà bản thân cháu đã khác, tức là mình là một cái người bình thường nhưng mà chẳng may rơi vào một cái hoàn cảnh đặc biệt. Mình biết được những cái thông tin đặc biệt, mình biết được những cái hiểm họa đất nước, và cháu cảm thấy đấy là cái bổn phận của mình phải phải lên tiếng báo động. Và bản thân cháu tức là khi mà lên tiếng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2008 thì cháu chưa có bất kỳ cái sự liên hệ nào đối với bất kỳ với cá nhân tổ chức phản động nào, gọi là phản động nào ở trong và ngoài nước. Và kể từ đấy đến nay thì mặc dù là cháu cũng đã nhận được những cái sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng mà chưa có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có thể là sai khiến điều khiển cháu làm việc việc nào theo ý họ cả. Tất cả những gì cháu làm xuất phát từ cái nhận thức và xuất phát từ cái ý thức về cái trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với đất nước. Và Do đó cái hậu quả đó mà Hùng chỉ vì cái tâm của mình mà Hùng làm điều đó, nhưng cái hậu quả thì Hùng sẽ gánh chịu. Vậy thì cái sự gánh chịu đó Hùng cần nói một điều gì với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, đặc biệt là với các bạn trẻ ở trong nước, họ vẫn còn đang bị nhồi sọ về một cái đất nước Việt Nam đang phát triển. vâng, thưa chú, ngay từ khi lần đầu tiên lên tiếng tố cáo những cái tội ác vạch trần cái âm mưu của Tàu Cộng vào ngày 21 tháng 4 năm 2008 thì bản thân cháu cũng đã hiểu được rằng là mình đã phó thác cái tính mạng không chỉ của bản thân mình, của cả gia đình mình cho bề trên, cho đấng tối cao. Cho nên là ngay cả đến cái giờ phút này, đến thời điểm này thì cháu cũng không hề ân hận, không hề nuối tiếc gì, mà đặc biệt là cũng không hề lo sợ gì cả, bởi vì đối với cháu, cháu đã xác định rõ ràng là sống chết là do trời định, và ngay cả cái sự sống mà cái chết mà mình còn đối với mình còn còn không quan trọng, thì những cái chuyện như tù đày hay này nó mình chẳng có gì phải sợ cả. Về bản thân cháu, cháu đang cố gắng làm trong cái khả năng mà mình làm được những gì tốt nhất cho đất nước, cho đại cuộc, bởi vì cháu hiểu rằng nếu mà chỉ một mình cháu thì cháu chẳng thể làm được gì cả. Cháu đang hy vọng là thông qua những cái nỗ lực của mình, thông qua cháu có thể là kêu gọi nhận được cái sự ủng hộ từ cộng đồng cũng như là từ những cái thành phần cấp tiến, những cái thành phần
còn vẫn còn yêu nước thương nôi ở ngay trong cái bộ máy cộng sản. Và nhắn nhủ với các bạn trẻ hiện nay đó, họ vẫn thờ ơ với cái tình đất nước, họ vẫn vui chơi, họ vẫn nói rằng những cái lực lượng mà coi như là đang muốn xây dựng đất nước đó thì đó là những lượng phản động, muốn phá hoại đất nước. Thì Hùng sẽ nói điều gì? Nhận thức nó là một quá trình. Các bạn trẻ ở Việt Nam thì họ lớn lên trong một cái môi trường giáo dục như thế, trong một cái môi trường thông tin gần như là một chiều như thế, thì việc họ ngộ nhận, việc họ bị nhồi sọ là cái một cái sự thật gọi là không tránh khỏi. Nhưng mà điều may mắn là chúng ta lại đang được sống trong bối cảnh, trong kỷ nguyên của một cái cuộc cách mạng Internet, và đặc biệt gần đây là cái cuộc cách mạng truyền thông xã hội. Chính vì vậy mà các bạn trẻ cũng có rất nhiều điều kiện để tiếp xúc với những cái luồng thông tin đa dạng ở trên không gian mạng, ở trên cả cái trang mạng xã hội, trên cái hệ thống truyền thông xã hội. Chính vì vậy mà nếu có thể nói được điều gì đấy với các bạn trẻ thì tôi xin khuyên các bạn trẻ là các bạn hãy chịu khó lắng nghe, chịu khó tìm hiểu và hãy biết suy nghĩ độc lập, mà hãy nhìn vấn đề đến tận gốc để tự tìm thấy cho mình cái câu trả lời chính xác nhất về cái nguyên do tại sao mà đất nước ngày càng lụng bại, xã hội ngày càng suy đồi, lãnh thổ biển đảo quốc gia ngày càng rơi vào tay Trung Quốc, vân vân, quan chức ngày càng cao lên. Vâng. Nên khi mà các bạn chịu khó tìm hiểu, chịu khó trao đổi lên tiếng và tranh luận với nhau và dám nhìn thẳng vào sự thật, thì các bạn sẽ tự tìm thấy câu hỏi cho mình, và quan trọng hơn là qua đó các bạn tìm thấy cho mình con đường đi đúng đắn nhất để không để tự định hướng cho cuộc sống, cuộc đời mình làm sao mà những năm tháng cuộc đời của mình sẽ nó không uổng phí